Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Hai, 17 tháng 10 năm 2022. Ông Donald Trump, trong sau khi cuộc bầu cử ngày 3 tây tháng 11 năm 2020 diễn ra, đêm hôm đó ông lên tuyên bố mình là người thắng cuộc. Nhưng mà kết quả cuối cùng không phải là như vậy, và chúng ta đều chứng kiến. Nhưng mà kể từ đó cho đến bây giờ, ông Donald Trump lúc nào cũng rêu rao rằng cuộc bầu cử là gian lận. Nhưng những người sống bên cạnh ông, những người làm việc thân cận với ông lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Và những câu chuyện họ kể được Ủy ban Điều tra 6 tháng Giêng trong cuộc điều trần ngày 13 tây tháng 10 vừa qua trình bày. Và đó là cái chủ đề anh em chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Thưa anh Dũng, để bắt đầu thì cái vấn đề là ông Donald Trump nhận biết rằng là mình thua cuộc hoặc là không nhận biết về cái sự việc này gây một cái ảnh hưởng như thế nào? Xin chào Mai Phi Long, chào khán giả SBTN. Thực ra gây ảnh hưởng như thế nào chúng ta chưa biết. Có thể là không ảnh hưởng gì, có thể ảnh hưởng mãi mãi. Đó là cái thứ nhất chúng ta không thể rõ được. Nhưng cái chính ở đây là Ủy ban 6 tháng Giêng trong cái ngày thứ năm vừa rồi đó, là có cái phiên điều trần cuối cùng đó, họ đưa ra một điều. Họ khẳng định ông Trump biết mình thua bầu cử. Chấm văn hết. Tôi biết tôi thua ông Long. Nhưng không bao giờ tôi nói tôi thua ông Long. Tôi luôn luôn nói ông Long gian lận. Tôi nói ông Long đánh cắp bầu cử của tôi. Nhưng thứ năm vừa rồi cái Ủy ban 6 tháng Giêng xác nhận, họ chứng minh là tôi biết tôi thua qua những việc sau đây. Thứ nhất, ban đầu ông nghĩ là ông thắng. Ông nghĩ là ông thắng khác với ông nghĩ là ông thua nha. Ban đầu thưa quý vị, ông nghĩ là ông thắng. Ngay từ khi ông vận động từ năm 2016 với bà Hillary Clinton, ông vẫn nghĩ là ông thắng. Nhưng ông nghĩ là ông thua luôn. Và ông mới nói là bầu cử gian lận. Từ 2016. 4 năm cầm quyền, bắt đầu chuẩn bị cho năm 2020. Ông vẫn nói là bầu cử gian lận. Nhưng ông vẫn tham gia. Có nghĩa là ông nghĩ ông sẽ thắng. Nếu bầu cử năm 2020 mà ông Trump thắng thì phải nói là tuyệt vời luôn. Mày gian lận là tao vẫn thắng như thường. Đó là điều đã chứng minh năm 2016. Nhưng khổ cái năm 2020 bị thua. Có thể ông biết trước là ông thua. Tôi dùng chữ có thể thôi. Thành ra đó, để mà khỏa lấp cái chuyện này, đánh phủ đầu, thì ngay đêm 3 tháng 11 ông tuyên bố ông thắng. Mặc dù chưa đếm phiếu xong. Thì khi tuyên bố thắng như vậy đó, nó có hai cái chuyện xảy ra. Thứ nhất, ông tạo ra cái tâm lý cho người ta biết là ông thắng. Bởi vì trước đó ông đã chuẩn bị rất kỹ, là tất cả các cuộc vận động của ông có không dưới 1.000 người tham dự. Hàng ngàn người, thậm chí có cả 10.000 người, 20.000 người. Thậm chí ở tại Tulsa, Oklahoma, thị chủ có 1.000.000 người luôn. Đó là cái ông chuẩn bị. Ông thấy là tại sao tôi có nhiều người ủng hộ vậy mà tôi thua, vô lý. Và cho đến bây giờ nhiều người vẫn dùng cái lập luận đó, bảo là cuộc bầu cử rõ ràng là có bị gian lận, có bị đánh cắp. Bởi vì không thể nào ông Trump được ủng hộ đông đảo như thế, trong khi Biden đi là có những vụ chỉ 16 người ngồi đó. Nhưng mà chúng tôi đã nói với quý vị rồi, bầu cử nó không đếm người tham dự, đếm người bỏ phiếu. Nhưng mà ông tạo được cái hình ảnh đó. Rồi cái ngày 3 tháng 11, ông tuyên bố ông thắng cử, nhiều người tin. Đó là thứ nhất, tâm lý. Cái thứ hai, trong đêm bầu cử chúng ta biết đó, là đa số người ủng hộ ông Trump đi bầu trực tiếp. Họ không bầu bằng thư bởi vì họ đã nghe lời ông Trump bảo là đừng bầu thư, bằng thư là bị đánh cắp. Nguyên cái bộ máy tuyên truyền của ông Trump trước cái bầu cử họ đều nói vậy hết. Đừng bầu bằng thư. Trong khi cử tri của ông Biden đa số bầu bằng thư, thì bầu bằng thư thưa quý vị làm sao đếm nó đếm được. Nó phải 2-3 ngày sau, thậm chí cả tuần sau, thậm chí cả tháng sau mới đếm được. Cho nên đêm hôm đó đó, nếu mà tính theo cái số phiếu mà bầu á, bầu bầu mà trực tiếp á, bầu trực tiếp gì vô nhấn nút cái là tối biết liền, nó lên lẹ, thì số người bầu cho ông Trump tối đó đâu, đúng rồi không, đúng không? Bây giờ 10 người
5 người bầu ông Trump, 5 người bầu ông Biden, 5 người bầu ông Trump đi bầu trực tiếp thì tối lên 5 người, còn 5 người của ông Biden mấy ngày sau đếm nó mới vô. Cùng lắm hôm đó vô được 2 phiếu, còn 3 phiếu phải chờ mấy ngày sau. Họ cho nên ông tạo được cái đó và ông cho rằng là ông thắng, tuyên bố thắng luôn. Tại sao người ta nói như vậy? Tại sao Ủy ban Soviet Union này nói như vậy? Bởi vì họ có cái bằng chứng là trước đó vài ngày, thấy không? Trong cái lời khai ghi âm của ông Rick Jacob là một phụ tá hàng đầu của Phó Tổng thống Mike Pence lúc đó, cũng nói rằng gần như chuyện này sẽ chắc chắn xảy ra. Tức là cái trận mà ông Trump đánh phủ đầu, thấy không? Rồi Mark Short là chánh văn phòng của Mike Pence cũng xác nhận là chuyện này sẽ xảy ra. Thành nhân viên phải nghĩ cách nào đó để giúp ông Phó Tổng thống không phải công khai đồng tình với tuyên bố của ông Trump, thấy không? Rồi trong cái buổi điều trần thứ năm vừa rồi, ủy ban cũng trình bày một email từ ông Tom Fulton. Ông là lãnh đạo của nhóm bảo thủ Judicial Watch. Ông này đã gửi một email đến cho hai phụ tá của ông Trump lúc đó trong tòa bạch ốc. Đó là ông Dan Scavino và bà Molly Michael. Cái email được gửi vào ngày 31 tháng 10 năm 2020, tức là trước ngày bầu cử độ khoảng chừng chưa tới 2 tuần lễ. Ngày bầu cử là 3 tháng 11 thì họ gửi là có mấy ngày thôi. 4 ngày, 3 ngày, dạ xin lỗi quý vị. 31 tháng 10 gửi. Mùng 3 tháng 11 là bầu cử. Thì trong cái email này có câu: chúng ta có một cuộc bầu cử hôm nay và tôi đã thắng. Tức là sau đó người ta chứng minh là đây là cái đề nghị của ông Fulton nói ông Donald Trump tuyên bố như vậy ngay trong đêm bầu cử. Ngay trong đêm bầu cử, đề nghị là ông Trump nên tuyên bố chúng ta có cuộc bầu cử hôm nay, tức là hôm 3 tháng 11, và tôi đã thắng. Rồi trong một email khác gửi sau đó, đúng vào ngày bầu cử luôn, ngày 3 tháng 11, ông Fulton có nói chuyện với ông Trump về vấn đề này. Và trong đó, trong email đó có cái hàng chữ viết như sau: vừa nói chuyện với ông ấy, tức là ông Trump, về bản nháp dưới đây. Tức là ông Fulton là người đưa bản nháp luôn. Và bản nháp này được ông Trump đồng ý để cho các phụ tá coi. Và đó là điều đã xảy ra đêm 3 tháng 11 khi ông Trump tuyên bố tôi thắng cử. Chúng ta đã có cuộc bầu cử hôm nay và tôi đã chiến thắng. Mà chỉ nghịch con cái thôi là cái anh đó Fox News bảo là ông thua Arizona, ông điên lên. Ông có bực mình, anh đài Fox News là vậy. Đó, đó là bước đầu tiên thành công. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị. Chúng ta thấy cái phần trình bày vừa rồi cho thấy ông Donald Trump ngay trước cuộc bầu cử ông biết là mình thua. Chúng tôi xin nhắc lại lý do mà ông suối người ủng hộ ông đi ra bầu cử trực tiếp là bởi vì ông là cái người đưa ra cái chuyện mà gọi là lừa đảo dân chúng Hoa Kỳ rằng là bệnh Covid không có thật, đó chỉ là trò chơi của đảng Dân Chủ. Và bởi vì cái bệnh dịch cho nên các tiểu bang đều đưa ra cái giải pháp là muốn đi bầu bằng trực tiếp hoặc là muốn đi bầu bằng thư thì sự lựa chọn của quý vị. Nhưng ông Donald Trump lúc nào cũng rêu rao là không có bệnh COVID-19, nên ông xúi mọi người đi ra bầu cử trực tiếp. Và kết quả bầu cử như chúng ta thấy, nó rõ ràng. Và trong suốt thời gian vừa qua, chúng thấy ông Donald Trump từ khước công nhận kết quả bầu cử. Nhưng trong chốn riêng tư, ông được thông báo như thế nào? Trong cái buổi điều trần ngày 13 tháng 10 vừa qua, dân biểu Adam Kinzinger, dân biểu Cộng hòa từ tiểu bang Illinois, đã trình bày cái vấn đề này và đưa ra những cái bằng chứng khác nhau. Và trong một cái bằng chứng ông đưa ra, ngay chính là trưởng ban tranh cử của ông Donald Trump cũng xác nhận rằng là chúng ta đã thua. Xin ban kỹ thuật cho xem phần trình bày của ông Adam Kinzinger và ông Mason, trưởng ban tranh cử của ông Donald Trump. Mr. Kinzinger, for an opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very shortly after the election, the Trump campaign recognized that they had likely lost the election, and they informed Donald Trump of that fact. Even before the networks called the race for President Biden on November 7th, his chances of pulling out a victory were virtually non-existent, and President Trump knew it. Do you know if anybody ever told the president that he had lost? And that there wasn't a chance of him winning. I know that the president, when the networks called it,
of course, he was informed about the network decision. That afternoon, at some point, myself and a handful of other folks went over and sat down with the president and communicated that the odds of us prevailing in legal challenges were very small. You know, after the election, as of November 7th, in your judgment, what were the chances of President Trump winning the election? After that point? Yes. None. Vâng, xin bạn có thể ngừng lại ở đây. Chúng tôi thấy là Ủy ban điều tra 6 Tây Thắng Dương phỏng vấn ông trưởng ban bầu cử của ông Donald Trump, ông Mason. Ông nói, sau khi mà cái hệ thống truyền thông đã xác nhận là ông Donald Trump thua, thì chúng tôi thấy chúng tôi không có một cái cơ hội nào để mà chiến thắng. Và sau đó, ông luật sư đại diện cho ban tranh cử ông Donald Trump cũng nói rằng không, chúng tôi không chiến thắng. Và chúng tôi cũng hồi xuống nói chuyện với Tổng thống về cái vấn đề này. Khi một trưởng ban tranh cử của chính mình là những người theo dõi cái kết quả bầu cử phải là sát hơn tất cả mọi người khác, xác nhận với mình, xác nhận rằng chúng ta đã thua cuộc bầu cử, thì cái phản ứng mà đi ngược lại, thưa anh Đỗ Dũng, chúng ta lý giải ra sao? Tôi không muốn thua. Tôi không muốn thua. Cho nên đó là ông Trump mới nói rằng là chúng ta phải tiếp tục đó, đấu tranh chuyện này. Bởi vì sao? Thực sự là nó như thế này. Tới cái thời điểm đó, tôi chưa dám chắc là ông Trump biết mình thua hay không. Một số người thì bảo là ông Trump biết thua, nhưng mà ông vẫn là tung ra cái đó là ông thắng vào ngày 3 tháng 11. Nhưng mà thực sự chúng ta không biết. Có thể là ông biết ông thua, mà có thể là ông biết là ông thắng. Bởi vì thưa quý vị, nên nhớ, tôi xin nhắc lại, tất cả các cuộc vận động của ông Trump đều có đông người. Và nếu không có đông người đó, thì ông Trump bị tắt thở. Cái đó là cái thật. Ông Trump chỉ nói chuyện trước đám đông được. Không đông là tôi nói chuyện không được. Và chúng ta nhớ cái hồi tháng 6, khi mà chuẩn bị cái đợt mà vận động đầu tiên sau cái vụ Covid ở tại Tulsa, Oklahoma, dự trù là 1 triệu người, làm cả sân khấu bên ngoài luôn, đúng không? Ừ. Cuối cùng tới rất là vắng, chống đầy trên hết. Chúng tôi đã từng cho quý vị coi rồi. Tôi nhớ hôm đó ông Trump bực mình đi về, ông cởi cả cà vạt luôn, bước xuống Marine One, anh nhớ không? Cho thấy là ông rất bực mình. Nhưng mà nhìn lại đó, ông vẫn nghĩ là ông thắng. Bởi vì sao? Tất cả cuộc vận động của ông đều đông đúc, trong khi vận động của Biden thì có loáng thoáng với người, nhưng mà ông quên mất là ông Biden ông không cho đông người bởi Covid-19, lúc đó còn đang cách ly. Và có thể là ông Trump không hiểu luật bầu cử. Nói này quý vị đừng nói là tôi nói bậy. Quý vị đừng cứ tưởng ông Trump không biết hết đâu. Ông cứ tưởng đâu đi đông như vậy là thắng. Mà khổ ở nước Mỹ là nó bầu, là bầu tính người bỏ phiếu chứ không tính người đi tham dự bầu cử, vận động. Cái thứ hai nữa đó là Mỹ bầu cử theo cử tri đoàn, không phải popular vote. Popular vote ông thua năm 2016 rồi. Nếu phiếu phổ thông đã thua rồi, nhưng mà ông không nghĩ ra cái đó. Ông vẫn nghĩ là ông thắng, chính vì ông nghĩ là ông thắng cho nên mới bực mình. Ông thấy vô lý. Ông mới gây quỹ đâu được khoảng 200 triệu ha. Ừ, 250 triệu. 250 triệu. Và đi kiện hơn 60 vụ kiện khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Gần như 99% là thua. Chỉ có 1-2 vụ kiện thắng mà không đáng kể. Thua tất tần tật, và thua nặng nhất là lên tối cao pháp viện. Khi đó thì chúng ta mới thấy rằng là bắt đầu là ông biết ông thua, nhưng ông không muốn thua. Thì ông biết như thế nào và chuyện như thế nào, chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau bài quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần SPTN. Trong phần trước, chúng tôi đã đưa cho quý vị Ủy ban điều tra 6 Tây Thắng Dương
đưa ra cái lời khai của ban tranh cử của ông Donald Trump, họ xác nhận chúng ta đã thua. Và họ cũng nói trong trình bày cho ông Donald Trump chuyện đó. Ông Donald Trump, về mặt công khai, ông không bao giờ ông thừa nhận. Và sau đó, cũng trong cuộc điều trần ngày 13 tháng 10, Ủy ban điều tra 6 tháng Giêng đưa ra thêm những lời khai của những người thân cận với ông Donald Trump cho biết rằng giữa chốn riêng tư, ông Trump nhìn nhận rằng mình thua. Xin ban kỹ thuật cho xem tiếp tục cái phần trình bày của dân biểu Adam Kinzinger. The reality of his loss. Although he publicly claimed that he had won the election, privately he admitted that Joe Biden would take over as president. Here's a few examples of that. So we're in the Oval and there's a discussion going on. And the president says, I think it could have been Pompeo, but he says words to the effect of, yeah, we lost, we need to let that issue go to the next guy, meaning President Biden. I remember maybe a week after the election was called, I popped into the Oval just to like give the president the headlines and see how he was doing. And he was looking at the TV and he said, can you believe I lost to this effing guy? Mark raised it with me on the 18th. And so following that conversation where the motorcade ride driving back to the White House, and I had said, like, does the president really think that he lost? And he said, you know, a lot of times he'll tell me that he lost, but he wants to keep fighting it. And he thinks that there might be enough to overturn the election, but, you know, he pretty much has acknowledged that he's lost. Knowing that he had lost, vâng, thưa quý vị, mà kết thuật ngược lại, chúng ta vừa nghe từ Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ ngồi trong cuộc họp với ông Donald Trump, cũng biết rằng là ông Donald Trump nói với họ rằng là tôi thua và tôi không ngờ tôi thua. Rồi chúng ta nghe luôn lời của cái bà gọi là giám đốc về truyền thông của ông Donald Trump, cũng nói rằng là ông Donald Trump cũng nhìn nhận với họ tại sao tôi có thể thua một cuộc với một cái người như thế. Rồi cô Cassidy Hutchinson là phụ tá của McMurdo cũng nói rằng là ông Donald Trump cũng than thở rằng là tại sao tôi thua. Thì thưa quý vị, trong chốn riêng tư, ông Donald Trump đều nhìn nhận là mình thua với những người thân cận. Và chưa kể đến một cái sự kiện mà quan trọng mà Ủy ban điều tra 6 tháng Giêng vào ngày 13 tới tháng 10 họ đưa ra rằng là khi ông Donald Trump không những là nhìn nhận mà ông đưa ra một số cái hành động phải nói là vô cùng hấp tấp, vô cùng là thiếu chín chắn để đối phó cái chuyện mình thua. Mà cái hành động này đã đưa đến một cái tình trạng khó khăn cho cái người kế nhiệm. Ông làm gì? Xin ban kỹ thuật cho xem tiếp đoạn video. Knowing that he had lost and that he had only weeks left in office, President Trump rushed to complete his unfinished business. One key example is this. President Trump issued an order for large-scale U.S. troop withdrawals. He disregarded concerns about the consequences for fragile governments on the front lines of the fight against ISIS and Al-Qaeda terrorists. Knowing he was leaving office, he acted immediately and signed this order on November 11th, which would have required the immediate withdrawal of troops from Somalia and Afghanistan, all to be complete before the Biden inauguration on January. Xin ban kỹ thuật ngừng ở chỗ này. Thưa quý vị, đây là cái lệnh của ông Donald Trump đưa ra rằng là ông ra lệnh rút quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn. Ngay sau khi ông thua cuộc, ông rút vào ngày, ông ra lệnh là rút ngày 10. Xin ban kỹ thuật cho xem lại cái hình của cái biên bản của ông Donald Trump. Sign this order. Đây, ông ra lệnh rút quân vào ngày 15 Tây tháng Giêng năm 2021, rút hoàn toàn ra khỏi Afghanistan, rút hoàn toàn ra khỏi Somalia. Ngày 15 Tây tháng Giêng. Có nghĩa là 5 ngày sau đó là sẽ là ngày một tổng thống mới của Hoa Kỳ. Đây là cái chi tiết quý vị cần nên nhớ. Và những quân nhân mà gọi là chỉ huy các chiến trường lo về vấn đề quân sự của Hoa Kỳ ở những khu vực này, họ nói gì? Xin ban kỹ thuật cho xem tiếp. As you watch these clips, recall that General Keith Kellogg
was the national security advisor to the vice president and had served as chief of staff to the National Security Council for President Trump. And General Milley was the chairman of the Joint Chiefs of Staff at the Pentagon. Are you familiar with a memo that the president reportedly signed on November 11th, 2020, ordering that troops be withdrawn from Afghanistan and Somalia? Yes. So I think you might have seen some things where there's a memo or something from Johnny McEntee to Douglas McGregor. It says, here's your task to get U.S. forces out of Somalia, get U.S. forces out of Afghanistan. When you first interviewed and met Colonel Douglas McGregor, is it fair to say you discussed this decision of withdrawing from Somalia and Afghanistan, correct? Yeah, I'm sure that was part of it, yeah. And that was the position that he was taking over there was senior advisor to the Secretary of Defense, is that correct? Yes. So on that same day, just so I'm clear, he responded back to you that they, meaning... Kỹ thuật ngừng ở đây. Thưa quý vị, trong chốn riêng tư thì ông nhận là ông thua. Và ông đã hành động khi thua là ra lệnh rút quân ngay lập tức vào ngày 15 Tây tháng Giêng. Rút quân ra khỏi Afghanistan, ra khỏi Somalia. Và các giới chức quân sự của Hoa Kỳ cũng như cố vấn quân sự của ông xác nhận cái sự việc mà ông đưa ra cái hành động như thế. Bây giờ chúng ta đang đứng trước một cái tình cảnh. Chuyện rút quân ra khỏi Afghanistan một cách cấp kỳ chỉ để thỏa mãn một cái dục vọng rất là thấp kém rằng là gây khó khăn cho người kế nhiệm bất kể sinh mạng của quân đội Hoa Kỳ tham gia trên các chiến trường đã như thế nào, bất kể tình trạng an ninh của đất nước Mỹ nó như thế nào. Thưa anh Đỗ Dũng, nhìn những cái dẫn chứng của Ủy ban điều tra về cái hành động của ông Donald Trump, chúng ta nghĩ gì về cái thái độ của một người được coi là tổng thống của nước Mỹ? Nói chung đó là cái thực sự ra ai cũng biết là ông Trump muốn thua, nhưng mà trong thời gian qua ông cứ tiếp tục ông nói là ông không thua và vẫn có người tin là như vậy. Thì Ủy ban 6 tháng Giêng trong cái buổi điều trần cuối cùng á, họ đưa ra một số cái mà gọi là bằng chứng cũng như lập luận. Họ xác nhận coi như ông Trump cố tình tạo ra cái chuyện mà tấn công vào tòa nhà Quốc hội ngày 6 tháng Giêng. Đó là cái chính. Bởi vì bà Liz Cheney, dân biểu của Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Wyoming bảo ông Trump là nhân vật chính và nhân vật quan trọng trong cái chuyện này. Thì họ đã đưa ra cho thấy là cái bề mặt, cái bên trong là cho thấy ông Trump ông gian xảo như thế nào. Khi ông biết ông thua, ông quậy lên. Và điều này không phải là bây giờ mới nói. Tôi đã nói từ năm 2020, trước khi mà bầu cử, tôi đã nói ông Trump mà thua là ông quậy. Đúng luôn, cái gì nhớ ra, tôi nói chứ mà là ai nói cả. Ông Trump không chịu thua ai. Ông là chỉ có thắng và tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, thậm chí là lấy máu của người dân luôn. Thậm chí đất nước này tan hoang luôn. Ông không quan trọng. Ông là người tự ái và muốn là ông được tôn vinh và muốn thắng cái chức tổng thống rồi. Nó giống như có những người đó, họ đấu tranh, họ làm mọi chuyện, họ chỉ để muốn đạt một cái điều đó thôi. Tất cả những cái khác họ không quan tâm. Cho dù là thiệt hại đến người khác, họ không quan tâm. Đó là một người thực dụng của ông Trump. Và điều đó không có gì là sai cả. Nếu mà nói trên mặt cuộc sống, bây giờ tôi cho quý vị cái ví dụ luôn. Tôi với ông Long làm ăn chung, đi buôn bán với nhau. Ông Long mục tiêu ông là kiếm 1 triệu đô la. Tôi cũng kiếm 1 triệu đô la mục tiêu của chúng tôi. Hai đứa. Ông Long mới kiếm được 900 ngàn. Tôi mới kiếm được có 900 ngàn. Bây giờ hết đường kiếm. Mà bây giờ tôi phải đạt 1 triệu đô la, ông Long phải đạt 1 triệu đô la. Có một người, họ cầm 100 ngàn đô la trong túi. Nếu mà giết người đó là tôi hoặc ông Long sẽ có 100 ngàn đô la là đủ 1 triệu. Ông Long, ông cầm dao, ông được giết, không ai biết hết. Mà không,
cha mẹ tôi dạy tôi không làm điều đó. Ông Long chấp nhận thua. Ông Long nói thà vậy, tôi đi kiếm chuyện khác tôi làm để kiếm 100.000 đô. Nhưng ông Dũng á, là chỉ muốn được 1 triệu đô la. Và bố mẹ ông Dũng đó, hoặc là đã không dạy ông Dũng thì gọi ông Dũng là gì? Không được dạy học, không được dạy dỗ. Hoặc có dạy ông Dũng mà ông Dũng không nghe thì gọi ông Dũng mất dạy. Ông Dũng nói không, tôi phải giết thằng này, tôi lấy 100.000 đô la, tôi đủ 1 triệu. Bởi vì tôi là thực tế. Không cần biết gia đình người bị chết đó tan gia bại sản như thế nào, vợ con họ như thế nào, tôi không cần biết. Tôi tính mục tiêu rồi. Thì đó là quý vị cho thấy là người Mỹ vào năm 2016 đã sai lầm khi bầu một tổng thống mà chỉ biết là thực dụng, không cần biết những thứ khác. Cho nên khi biết mình thua bầu cử, vẫn tìm cách nói là mình không thua để mà tấn công một quốc hội. Để bây giờ bao nhiêu chuyện xảy ra, tốn biết bao nhiêu triệu đô la để mà điều tra những cái này, để làm những cái này, tốn biết bao nhiêu giấy mực. Vậy mà có người bảo là ô, ông làm lương, ông lấy con đồng, ông không lấy 400 ngàn, ông tiết kiệm cho nước Mỹ. Dạ, tiết kiệm, không thể tiết kiệm. Có thể tiết kiệm 399.999 đô la, nhưng mà làm hại nước Mỹ này rất nhiều, càng tỷ tỷ đô la mà chúng ta có thể không thể đo được. Thì đó là cái bộ mặt của Donald J. Trump đã được Ủy ban 6 tháng giêng lột mặt nạ trong ngày thứ năm vừa rồi. Ở thứ năm tuần trước, ở buổi phiên cuối cùng của họ, thấy không? Vâng, thưa quý vị, những người ủng hộ ông Donald Trump lúc nào cũng nói rằng mình là người yêu nước. Tôi là patriotism. Nhưng hành động của ông Donald Trump mà Ủy ban điều tra đưa ra, ông ra lệnh rút quân Mỹ hoàn toàn. Để làm gì? Để chỉ để gây khó cho người kế nhiệm. Thưa quý vị, một cái tâm địa rất là hẹp hòi nhỏ mọn, chỉ biết chính mình, không kể gì quốc gia. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Xoáy Tin ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và bình an, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SBTN Morning sáng ngày mai, thứ ba 18 tây tháng 10.